Iran và Ả Rập Xê Út đã cắt đứt quan hệ ngoại giao vào tháng 1 năm 2016 sau những bất đồng về các vấn đề Syria, Yemen cũng như về tình hình ở Bahrain hay Liban. Trong khi đó, chính quyền Riyadh cũng lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran. Với sự trung gian thúc đẩy của Trung Quốc, Iran và Ả Rập Xê Út đã đạt được thỏa thuận nối lại quan hệ ngoại giao vào tháng 3. Theo đó, hai nước nhất trí mở lại đại sứ quán và phái đoàn ngoại giao ở mỗi nước trong vòng 2 tháng. Bình luận về triển vọng hiện thực hóa, thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Iran và Ả Rập Xê Út, giới chuyên gia chính trị quốc tế cùng chung nhìn nhận. Điều này có thể được xem như làn gió mới, thổi bùng ngọn lửa khát vọng hòa bình Trung Đông, có thể mở ra một xu hướng hàn gắn rạn nứt trong nhiều quan hệ khác ở khu vực Trung Đông. Bởi trên thực tế, sau khi công bố về việc hai nước đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ là hàng loạt động thái, sự kiện rất tích cực của chính quyền hai nước trong việc thúc đẩy hiện thực hóa thỏa thuận này. Thỏa thuận bình thường hóa quan hệ này sẽ thúc đẩy mối quan hệ song phương hướng tới sự hợp tác toàn diện hơn trong toàn khu vực, bao gồm các mối quan hệ kinh tế, chính trị, an ninh, văn hóa và thương mại. Tôi nghĩ rằng việc cải thiện quan hệ giữa Iran và Ả Rập Xê Út có thể loại bỏ căng thẳng ở Yemen, Liban, Syria và các quốc gia khác ở khu vực Trung Đông. Sự hòa bình này không chỉ liên quan đến Iran và Ả Rập Xê Út, mà còn có thể dẫn đến hòa bình trong khu vực và thúc đẩy phát triển xã hội. Liên minh châu Âu EU nhấn mạnh, Ả Rập Xê Út và Iran đều là trung tâm của an ninh khu vực. Vì vậy, việc hai nước khôi phục quan hệ ngoại giao vốn bị gián đoạn từ 2016 có thể góp phần ổn định toàn bộ khu vực. EU sẵn sàng tham gia tất cả chủ thể trong khu vực theo cách tiếp cận dần dần, toàn diện và hoàn toàn minh bạch, với ưu tiên thúc đẩy hòa bình và ổn định, cũng như giảm căng thẳng ở Trung Đông. Theo khẳng định của giới chức chính quyền Iran, việc hàn gắn quan hệ với Ả Rập Xê Út có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi tăng cường khả năng hợp tác giữa các quốc gia khu vực Vịnh Persia và thế giới Hồi giáo để giải quyết những thách thức chung. Đây là một trong số những dấu hiệu cho thấy khả năng Iran sẽ tái thiết lập quan hệ với nhiều quốc gia khác sau Ả Rập Xê Út. Bởi nhu cầu này trong những năm qua là cần thiết, nhưng bị trở ngại bởi nhiều rào cản chính trị. Iran và Ả Rập Xê Út đã lên nhiều kế hoạch hợp tác nhằm thực hiện thỏa thuận khôi phục quan hệ ngoại giao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, nước này rất tích cực trong việc thúc đẩy thỏa thuận hòa bình. Hiện ba cơ quan đại diện ngoại giao của Iran tại Ả Rập Xê Út đã nối lại hoạt động từ đầu tháng 5. Văn phòng Tổng thống Iran cũng xác nhận, Tổng thống nước này Ibrahim Raisi đã nhận lời mời của Quốc vương Ả Rập Xê Út và sẽ sớm công du tới Riyadh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, ba cơ quan đại diện ngoại giao của Iran tại Ả Rập Xê Út đã nối lại hoạt động, cho thấy giai đoạn mới trong quá trình khôi phục ngoại giao của nước này ở Trung Đông. Người phát ngôn Nasser Kanani cho biết thêm, nhóm kỹ thuật của Iran hiện đã có trụ sở tại Ả Rập Xê Út và đang đặt nền móng. Phía Iran tin tưởng rằng đại sứ quán của hai nước sẽ bắt đầu hoạt động đầy đủ theo kế hoạch, phù hợp với thỏa thuận của hai nước. Chúng tôi rất lạc quan và hy vọng sẽ chứng kiến hoạt động đầy đủ của các đại sứ quán và lãnh sự quán Iran và Ả Rập Xê Út trong thời hạn đã định. Bây giờ thậm chí có thể nói rằng ba cơ quan của Iran tại Ả Rập Xê Út, đó là đại sứ quán ở Riyadh, lãnh sự quán ở Jeddah và văn phòng đại diện của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo ở Jeddah đã bắt đầu các hoạt động. Về lĩnh vực thương mại, Bộ trưởng Tài chính Ả Rập Xê Út Mohammed Al-Jaidan cho biết, Ả Rập Xê Út luôn coi Iran là nước láng giềng và hai quốc gia sẽ không thu được lợi ích gì nếu để xảy ra xung đột. Ả Rập Xê Út không có lý do gì để không đầu tư vào Iran và cũng sẵn sàng cho phép Iran đầu tư vào Ả Rập Xê Út. Hai bên đang phối hợp lập kế hoạch mở văn phòng thương mại chung giữa hai nước. Có rất nhiều cơ hội cho các khoản đầu tư của Ả Rập Xê Út và Iran. Chúng tôi không thấy có trở ngại gì, miễn là các bên tôn trọng các điều khoản trong bất kỳ thỏa thuận tương lai nào. Nhiều doanh nhân Ả Rập Xê Út đã tham gia triển lãm tiềm năng xuất khẩu lần thứ 5 của Iran, tổ chức vào đầu tháng 5. Iran cũng đang lên kế hoạch cử một phái đoàn doanh nghiệp cấp cao đến Ả Rập Xê Út để thảo luận về hợp tác thương mại. Phía Iran cũng cần các khoản đầu tư khi nền kinh tế của nước này lao đao vì ảnh hưởng của lệnh phong tỏa kinh tế quốc tế kéo dài hàng thập kỷ do Mỹ đứng đầu. Khi quan hệ song phương tiếp tục phát triển, cả hai nước sẽ được hưởng lợi từ sự hợp tác. Ước tính sơ bộ của chúng tôi là khối lượng thương mại giữa Iran và Ả Rập Xê Út có thể tăng lên 1 tỷ đô la Mỹ trong một thời gian ngắn. Hai nước cũng đang có những kế hoạch tốt về mặt hợp tác. Sau Iran, Syria là nước tiếp theo nối lại quan hệ bình thường với Ả Rập Xê Út.
đặc biệt sau hai cuộc họp bất thường tại thủ đô Cairo của Ai Cập để thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Syria và Sudan. Ngoại trưởng các nước thuộc Liên đoàn Ả Rập đã bỏ phiếu nhất trí khôi phục tư cách thành viên của Syria sau 12 năm bị đình chỉ. Quyết định này được đưa ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập sẽ diễn ra tại Ả Rập Xê Út vào ngày 19 tháng 5, là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy sự tan băng trong quan hệ giữa Damascus với các quốc gia Ả Rập, đồng thời là một bước tiến gần hơn đến hòa bình cho Syria. Quyết định trên được đưa ra là kết quả của một loạt hoạt động ngoại giao con thoi giữa Syria và các quốc gia Ả Rập trong thời gian qua. Trong đó phải kể đến vai trò cầu nối của Ả Rập Xê Út và Iran, hai quốc gia vốn có nhiều duyên nợ với Damascus. Tháng trước, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faiz Al Bin Farhan đã có chuyến công du tới Damascus, lần đầu tiên kể từ khi Ả Rập Xê Út cắt đứt quan hệ với Syria hơn một thập kỷ trước. Trước năm 2011, Ả Rập Xê Út là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Syria, với kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2010. Sau thời gian dài sụt giảm nghiêm trọng, thương mại hai bên đã tăng lên trước cả khi quan hệ ngoại giao được cải thiện, với báo cáo thương mại hai chiều tăng từ 92,35 triệu đô la Mỹ năm 2017 lên 396,9 triệu đô la Mỹ vào năm 2021. Tiếp đến là chuyến thăm Syria hôm 3 tháng 5 của Tổng thống Iran Ibrahim Raisi. Trong chuyến thăm này, hai bên đã ký một loạt thỏa thuận hợp tác dài hạn về dầu mỏ và các lĩnh vực khác nhằm tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai đồng minh lâu năm. Trang Al Jazeera bình luận, các thỏa thuận này rất quan trọng đối với Syria khi mà nền kinh tế nước này đã chạm mức thấp nhất mọi thời đại trong thập kỷ qua, với lạm phát leo thang, đồng nội tệ lao dốc và cắt điện tràn lan. Mới đây nhất, những nhà ngoại giao hàng đầu của Jordani, Syria, Ả Rập Xê Út, Iraq và Ai Cập tổ chức các cuộc đàm phán ở thủ đô Amman của Jordani xoay quanh việc thống nhất một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria. Tại đây, các bên đã nhất trí tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế và Liên Hợp Quốc để đẩy nhanh việc thực hiện các dự án phục hồi, hỗ trợ Syria kiểm soát hợp pháp các vùng lãnh thổ, chấm dứt sự hiện diện của các nhóm vũ trang và khủng bố, ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề nội bộ của nước này. Đây được coi là cơ sở tiến tới việc các nước trong khối đồng ý khôi phục tư cách thành viên Liên đoàn Ả Rập cho Syria. Có thể nói việc Syria trở lại với cộng đồng Ả Rập là một thành công của các quốc gia Ả Rập khi các địch thủ đối đầu một thời quyết tâm dẹp bỏ xích mích để đồng lòng tạo nên sức mạnh gắn kết nội khối. Quyết định đưa Syria trở lại Liên đoàn Ả Rập còn cho thấy mong muốn thực hiện chính sách độc lập trên trường quốc tế của các nước Ả Rập. Lý giải cho quyết định khôi phục tư cách thành viên của Syria, Liên đoàn Ả Rập cho biết, việc giải quyết xung đột Syria là vấn đề từng bước và bước đầu tiên là nối lại sự tham gia của Syria trong các cuộc họp của khối. Liên đoàn Ả Rập cũng tuyên bố ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria và cam kết rút tất cả lực lượng nước ngoài khỏi quốc gia này. Người phát ngôn Liên đoàn Ả Rập Jamal Rushdie cho biết, cuộc khủng hoảng Syria không chỉ là xung đột trong nước mà còn là xung đột khu vực và quốc tế, đồng thời nhấn mạnh Liên đoàn Ả Rập muốn Syria trở thành một đối tác trong việc giải quyết xung đột. Các quốc gia Ả Rập đã đưa ra quyết định nối lại sự tham gia của phái đoàn Syria trong các cuộc họp của Liên đoàn Ả Rập và tất cả các tổ chức và cơ quan liên quan bắt đầu từ ngày 7 tháng 5 năm 2023. Tôi nhắc lại sự cần thiết của chính phủ Syria, các lực lượng chính trị, các thực thể quốc gia, cộng đồng quốc tế và các quốc gia liên quan cam kết với nhau. Nhiều quốc gia và tổ chức bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định này của Liên đoàn Ả Rập. Việc đưa Syria trở lại gia đình Ả Rập đã được mong chờ từ lâu. Quyết định này sẽ tạo điều kiện cho bầu không khí lành mạnh hơn ở khu vực Trung Đông và khắc phục nhanh nhất hậu quả của cuộc khủng hoảng Syria. Hy vọng việc Liên đoàn Ả Rập khôi phục tư cách thành viên của Syria có thể thúc đẩy tiến trình giải quyết cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố Washington chia sẻ các mục tiêu của các đối tác Ả Rập ở Syria, bao gồm xây dựng an ninh và ổn định, nhưng vẫn hoài nghi về việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẵn sàng thực hiện các bước cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt đối với Syria sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Trong tiến trình thúc đẩy hòa bình, quốc vương Ả Rập Bin Abdulaziz đã mời Tổng thống Syria Bashar al-Assad tham dự hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập tại quốc gia vùng Vịnh vào ngày 19 tháng 5. Lời mời là một tín hiệu mạnh mẽ rằng sự cô lập dành cho Syria đang chấm dứt. Syria và Ả Rập Xê Út ra thông cáo cho biết đã đồng ý mở cửa lại đại sứ quán ở mỗi nước sau gần 10 năm cắt đứt quan hệ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi thứ đang đi theo con đường bình thường hóa, tăng cường quan hệ giữa các nước Ả Rập bất chấp những gì đã xảy ra trong những năm trước. Đây là lập trường chính trị rất hữu ích cho tất cả các quốc gia Ả Rập. Trong một thông báo ngày 10 tháng 5, Bộ Ngoại giao Syria xác nhận việc sẽ mở lại cơ quan đại diện ngoại giao tại Riyadh, nhấn mạnh chính sách ngoại giao mới chú trọng tăng cường quan hệ song phương giữa các nước Ả Rập để phục vụ hành động chung của các nước trong khu vực. Cả hai bên đều mong muốn mở lãnh sự quán. Tôi tin rằng hiện đã có thông tin liên lạc để ấn định ngày khai trương. Bây giờ chỉ còn là vấn đề thủ tục, chứ không phải là vấn đề chính trị. Tiếp nối sau Iran, Ả Rập Xê Út và Syria, Liên đoàn Ả Rập là hàng loạt mối quan hệ song phương khác tại Trung Đông đang ấm trở lại. Trung Đông đang chứng kiến xu hướng hòa giải ngày một rõ nét. Dẫu còn nhiều thách thức và trở ngại phải vượt qua nếu muốn đạt được hòa bình và ổn định lâu dài, song đối với một điểm nóng như Trung Đông thì tần suất dày đặc của các chuyến thăm, những cuộc tiếp xúc và thông báo mang tính hòa giải đã thay đổi cục diện ngoại giao khu vực. Những hoạt động ngoại giao này có ý nghĩa quan trọng và sẽ góp phần mang đến sự ổn định và hòa bình cho khu vực và thế giới. Quý vị thân mến, bản tin nhìn ra thế giới của chúng tôi xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai.